Xin kính chào tất cả mọi người đã trở lại kênh YouTube của Khôi. Chúc tất cả một ngày tốt lành. Kênh YouTube của Khôi thì chuyên về các cái món âm thanh cổ, âm thanh bãi tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì Khôi sẽ tiếp tục giới thiệu với anh em một bộ ghép cùng thuộc các cái món đồ cổ, gồm một cặp loa đến từ hàng Hecco. Model của nó là bộ set Season 200 và Khôi ghép với con Fisher 210T. Con Fisher này thì Khôi đã có cái clip giới thiệu trước đó nha. Anh em thích cái món nào thì vào cái phần video kênh YouTube của Khôi để xem lại từng món một nha. Còn hôm nay thì mình sẽ xem cặp loa này. Thì cái cặp loa này là đến từ nước Đức quốc xã anh em. Model này là cực kỳ hay và hiếm. Dòng này là dòng monitor hay còn gọi là dòng kiềm âm, được thiết kế ba quay anh em, 1/25 bắt giấy anh em nha. Lưu ý các cái dòng mà loa cổ phải là bắt giấy thì nó mới nghe nhạc vàng, nó mới mộc mạc anh em. Mấy cái độ đậm của cái bắt giấy thì nó mới nghe được cái thứ nhạc vàng được. Rồi, và trung đôm chép đôm. Cặp loa này thiết kế cực kỳ gấu luôn anh em, kinh khủng lắm, nếu mà anh em tháo cổ ra là hết hồn luôn. Bên cạnh đó là có thêm hai cái cốt server thiên chỉnh nha. Loa thì zin nguyên bản tuyệt đối, không tút tát anh em, không tút tát, có một vài chỗ là bị xước này. Đó, Khôi vẫn để nguyên ha, để nguyên. Rồi, có một cái điểm đặc biệt nữa Khôi muốn giới thiệu với anh em. Cái toàn thân ở đây là bằng gỗ hết ha. Đây, cái dòng loa này này hiếm lắm anh em. Trên thế giới loa Đức không có, nhưng mà hàng này có anh em. Thiết kế này anh em, mình có thể đánh 8 ôm hoặc là 4 ôm. Cái này là người ta làm sẵn này, ở bên Đức đẩy dây ra sẵn. Đó, 4 ôm hoặc 8 ôm. Còn bình thường thì mình sử dụng cái cầu này. Đây, mình sử dụng cầu này nha. Đó, rất là tuyệt vời. 4 ôm 8 ôm. Thì cái công suất của nó á, đây này anh em, 4 hoặc 8 ôm này. Đó, công suất của nó là 80W hoặc là 130W, khá lớn anh em nha. 80 hoặc đến 130 thì cho phép anh em đánh được trong cái phòng 25m2, đánh tốt phòng 25m2 luôn. Rồi, cái bên này cũng như vậy thôi, nhưng mà có một điều rất đáng tiếc, đó là bị dập cái mũi. Thì Khôi muốn quay cho anh em xem, đây là nguyên bản của nó nha. Còn mà anh em có nhu cầu thì mình sẽ thay cái mũi này, thay cái mũi với cái màu tương ứng với cái này được anh em nhé. Còn không quan tâm thì để vậy. Đó, đây nè, hai cái cầu loa này, 4 đến 8 ôm, loa độc đáo nha. Cái này dính băng keo, Khôi chưa gỡ. Đây, băng keo chưa gỡ nè. Đó, tuyệt vời, tuyệt phẩm luôn, hiếm mà hay nè. Quan trọng nhất là nó hay, hiếm và phải hay. Đó, hai cốt server tinh chỉnh. Thì Đức á, nó sẽ để là chữ Hotton gì đây này, cái này là chỉnh chép. Còn Midtone này là chỉnh dày trung nha, chép với trung. Đó, rồi ok. Thì cái cặp này về á, là lý do mà nó bị dập cái mũi, như Khôi đã nói là nó bị mất cái lưới, gãy, rách. Nên Khôi đã làm hai cái lưới rồi, hai cái căng lại rồi. Bây giờ Khôi đưa cho anh em coi nha. Đây, quay luôn cho anh em xem. Thì Khôi đã làm rồi anh em ha, làm hai cái rồi. Đó, rất là đẹp ha, rất là tuyệt vời. Mình bán hàng thì có sao mình nói vậy, chứ mình không giấu giếm với anh em nha. Đó, hai cái mình lắp vào. Thì bình thường á, cây căng zin của nó sẽ gài trong này. Còn cái này á, là mình sẽ dán nha, Khôi chưa dán vào luôn. Thì anh em nào lấy thì Khôi sẽ dán vào. Đó, lắp vào là nó như thế này anh em, đẹp ha. Khôi sử dụng cái này là Khôi yêu cầu là làm lưới hột cho Khôi này. Đó, chứ không phải là lưới bình thường đâu. Thì cái cặp cây căng này 600 ngàn, chứ không rẻ nha, 600 ngàn, đó, để anh em về mình chạy lại. Rồi, sau khi mà ship về rồi làm luôn lưới thì chính thức là sẽ bán với giá vốn giá lộ cho anh em chơi 6.500.000 nha. Cặp loa này ở đâu rẻ hơn Khôi sẵn sàng đền giá tiền cho anh em, tại vì trên các shop bán đồ Đức ở ngoài miền Bắc Khôi đang xem, cặp loa này đang bán với mức giá là 9.500.000. Không rẻ anh em nha, nhưng mà Khôi thì bán xạ cho anh em 6.500.000. Chất âm rất hay, rất tuyệt vời luôn. Rất tuyệt vời. Thì phần cuối thì Khôi sẽ test cho anh em một ca khúc Bolero Như Quỳnh ha, để anh em cùng nghe thử. Rồi, Khôi xin phép kết thúc ở đây. Còn anh em nào có nhu cầu con âm ly thì liên hệ trực tiếp với Khôi ha. Fisher 210T đẹp, rụt gan như mới, 13.500. Tất cả mặt hàng này Khôi bán đều bao ship cho anh em tận nơi.
Mong anh em ủng hộ. Một lần nữa Khôi xin chào và hẹn gặp lại. Tình yêu chắc chưa, tình đẹp là tình bơ.